Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Nghệ An cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận trình báo của một nạn nhân trú huyện Quỳ Hợp, Nghệ An về việc bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản hơn 600 triệu đồng qua mạng xã hội. Theo đơn trình báo, bà này nhận tin nhắn qua Messenger của một người quen. Người này gọi điện trò chuyện, gọi đúng tên của bà và một số người thân trong gia đình, nên bà tin tưởng chuyển cho người gọi điện số tiền 6 triệu đồng. Sau đó, bà phát hiện tài khoản vừa vay tiền của bà đã bị kẻ xấu chiếm đoạt. Người vay tiền không phải là người quen mà đó là chiêu trò lừa đảo của tội phạm. Buồn vì mất một khoản tiền, bà lướt Facebook và thấy hiện lên trang fanpage với lời giới thiệu hỗ trợ lấy lại tiền. Thông tin trên trang này ghi là của Cục An ninh mạng, đăng bài cảnh báo lừa đảo và hỗ trợ lấy lại tiền. Do tin trang này, nạn nhân đã nhắn tin trình bày và được cam kết sẽ hỗ trợ lấy lại tiền. Sau khi tạo một tài khoản theo đường link được gửi và thực hiện các thao tác theo hướng dẫn, bà thấy tài khoản của mình báo nhận được 1,5 triệu đồng. Một người tự xưng là cán bộ Cục An ninh khẳng định, số tiền bị treo trước đó đã về tài khoản, nhưng do vướng phần thủ tục tất toán, đề nghị bà nộp một khoản tiền bảo đảm để rút về. Số tiền này sẽ được hoàn trả lại. Nạn nhân sau đó đã làm theo hướng dẫn chuyển khoản nộp 600 triệu đồng và bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên. Theo báo cáo của Sở Y tế, trưa 28 tháng 5, bếp ăn phục vụ 1.416 người trong 2 ca, ca 1 lúc 11 giờ 15 phút với 650 người và ca 2 lúc 11 giờ 55 phút với 766 người. Các món ăn gồm cơm, cá bạc má rán, trứng gà luộc, mướp xào giá, canh bí đỏ nấu thịt và xoài tráng miệng. Công nhân uống nước máy đã qua lọc. Đến 13 giờ, trường hợp đầu tiên xuất hiện triệu chứng đỏ mặt, tim đập nhanh, đau đầu, tăng huyết áp, buồn nôn. Từ 13 giờ đến 17 giờ, có 71 công nhân có triệu chứng tương tự và được chuyển đến bệnh viện điều trị. Sáng 29 tháng 5, thêm một trường hợp nhập viện, nâng tổng số lên 72 người. Hiện 71 người đã xuất viện, còn một người dự kiến xuất viện trong ngày. Được biết, sau khi xảy ra sự việc trên, lãnh đạo Sở Y tế Nghệ An, Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh, lãnh đạo huyện Yên Thành cùng các cơ quan chức năng đã đến thăm hỏi, động viên các công nhân bị ngộ độc, đồng thời làm việc với công ty MLB và bếp ăn của công ty để làm rõ nguyên nhân sự việc. Qua điều tra ban đầu, đã phát hiện hệ thống thu gom rác thải không có nắp đậy, không đảm bảo vệ sinh, cống rãnh thoát nước không sạch, có côn trùng trong khu vực chế biến, ban chế biến không đảm bảo vệ sinh, việc lưu mẫu thực phẩm không đúng quy định. Cơ quan chức năng đã tiến hành lấy mẫu gửi Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia để xác định nguyên nhân. Sáng 28 tháng 5, Công an huyện Quỳ Châu nhận được tin báo từ một người dân trú tại thị trấn Tân Lạc, huyện Quỳ Châu về việc gia đình bị trộm đột nhập và lấy đi chiếc xe máy SH. Camera ghi lại vào khoảng 2 giờ sáng, một nam thanh niên mặc áo phông sáng màu, đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang đã trèo qua tường rào, đột nhập qua lối ban công tầng 2. Đối tượng cầm một vật giống dao và lục soát khắp nhà. Sau khoảng 50 phút, hắn mở khóa chiếc xe máy SH và rời khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, Công an huyện Quỳ Châu nhanh chóng khoanh vùng và truy vết. Đến 16 giờ 45 phút cùng ngày, công an bắt được Lê Đình Đạt, sinh năm 2008, trú tại huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, khi đối tượng đang đưa tang vật đi tiêu thụ tại thành phố Vinh, cách nơi gây án 150 km. Qua đấu tranh, đối tượng thừa nhận hành vi trộm cắp và cho biết dự định đưa tài sản vào các tỉnh phía Nam để tiêu thụ. Đạt cũng đã tháo biển số để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng. Theo bài đăng trên mạng xã hội, quản lý nhà hàng cho biết, khi vào nhà hàng, cô gái đã yêu cầu thực đơn và gọi các món cao cấp như mò Wagyu A5, tôm hùm nguyên con, rượu vang Đức và hoa quả. Tổng hóa đơn lên đến hơn 11 triệu đồng. Đến khuya khi nhà hàng chuẩn bị đóng cửa và nhân viên in hóa đơn tính tiền, cô gái tỏ ra ngây ngô và không có bất kỳ giấy tờ cá nhân nào. Quản lý nhà hàng đã nói chuyện với cô và liên hệ công an can thiệp, nhưng cô gái không hợp tác, liên tục tỏ ra không bình thường, nằm trên ghế sofa và sau đó rời đi mà không trả tiền. Qua tìm hiểu, cô gái này thường xuyên chọn những khách sạn 5 sao để ăn uống mà không chịu trả tiền. Lãnh đạo công an phường Cống Vị mong muốn người thân của cô gái liên hệ với nhà hàng để thanh toán số tiền này vì đây là một số tiền lớn.